Xin chào các anh chị, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các quy định, các nguyên tắc cơ bản của WTO. Và trong các buổi trước, chúng ta đã tìm hiểu về các quy chế, các nguyên tắc MFN và NT. Đây là hai nguyên tắc nền tảng của hệ thống thương mại WTO. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái vấn đề nữa rất quan trọng liên quan tới việc áp dụng các cái nguyên tắc của WTO, đó là các cái ngoại lệ của các hiệp định và các quy định của WTO, bao gồm các ngoại lệ liên quan tới MFN và NT. Thực ra chúng ta biết rằng là các cái quy định pháp luật, cho dù là trong nước hay quốc tế, nó luôn luôn có những cái ngoài trường hợp ngoại lệ. Và ở WTO đây cũng là một điều, là một cái thực tiễn. Ở trong khuôn khổ của WTO thì tổ chức này cho phép các cái nước thành viên được quyền áp dụng những cái biện pháp đặc biệt để mà bảo vệ các cái lợi ích kinh tế, những cái mục tiêu phát triển của quốc gia mình, để đảm bảo làm sao cái sự hội nhập quốc tế, kinh tế quốc tế của họ không bị ảnh hưởng bởi cái quá trình tự do thương mại và những cái tác động của tự do thương mại không làm cho những cái mục tiêu mà quốc gia đề ra trong phát triển bền vững bị ảnh hưởng. Và đây chúng ta sẽ có một số những ngoại lệ quan trọng. Ngoại lệ đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các anh chị đó là ngoại lệ về an ninh quốc phòng. Đây là ngoại lệ mà tất cả quốc gia đều sẽ rất là quan tâm và luôn luôn bảo vệ. Chủ quyền quốc gia luôn luôn là yếu tố quan trọng, bởi vì an ninh quốc phòng và sự tồn vong của quốc gia sẽ liên quan tới những cái biện pháp mà quốc gia sẽ phải áp dụng để mà bảo vệ cái an ninh và quốc phòng của mình. Chính vì vậy cho nên là gì? Trong tất cả các biện pháp, cho dù là kinh tế, xã hội, nếu như nó nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc phòng thì quốc gia luôn luôn có thể là gì? Là biện minh và hợp pháp, hợp thức được cái biện pháp của mình. Đấy. Cái trường hợp ngoại lệ thứ hai đó là ngoại lệ nhằm thúc đẩy xây dựng một cái ngành sản xuất trong nước. Ngoại lệ này nó được áp dụng khi mà quốc gia xây dựng một ngành công nghiệp mới. Nó giúp quốc gia được quyền có những biện pháp đặc biệt để hỗ trợ ngành công nghiệp đó phát triển trong một thời gian nhất định. Và cái ngoại lệ này được quy định tại điều 18 của GATT. Cái ngoại lệ thứ ba mà WTO cho phép các nước thành viên được áp dụng, và đây cũng là ngoại lệ chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể trong chương này, đó là ngoại lệ chung. Ngoại lệ này cho phép quốc gia được áp dụng các cái biện pháp đặc biệt để mà tránh không thực hiện những nghĩa vụ và những cam kết của mình trong khuôn khổ các hiệp định của GATT và hiệp định khác là như hiệp định GATT. Đó, và cái ngoại lệ này được quy định tại điều 20 của hiệp định GATT và điều 14 của hiệp định GATT. Tiếp theo, đó là một ngoại lệ mà chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm, đó là ngoại lệ dành cho các nước đang phát triển, hay người ta còn gọi là những cái ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển, viết tắt trong tiếng Anh là S&D. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái quy định này ở điều khoản khả thể và cái các quy định khác nhau của S&D trong khuôn khổ hiệp định của WTO. Và ngoại lệ cuối cùng cũng là ngoại lệ mà chúng ta sẽ rất quan tâm, đó là ngoại lệ đối với các khu vực tự do mậu dịch. Đây chính là những cái ngoại lệ mà đang trở thành xu hướng quốc gia đang tiếp cận để mà thúc đẩy quá trình tự do thương mại. Đấy. Trong khuôn khổ cái phần này thì tôi sẽ tập trung giới thiệu với các anh chị ba cái ngoại lệ cuối cùng, bởi vì ba ngoại lệ này ba ngoại lệ rất quan trọng và nó là cái ngoại lệ phổ biến mà quốc gia hay tiếp cận để mà biện minh cho những chính sách của mình. Trước hết đó là cái ngoại lệ chung điều 20. Các anh chị, khi chúng ta mở cái quy định của điều 20 ra, chúng ta thấy rằng là gì? Là đó quy định rằng với bảo lưu các biện pháp để cập tại đây không được theo cách tạo ra công cụ phân biệt đối xử độc đoán hay phi lý giữa các nước có cùng điều kiện như nhau, hay tạo ra một sự hạn chế trái hình với những thương mại quốc tế. Không có quy định nào trong hiệp định này được hiểu là ngăn cản bất kỳ bên ký kết nào thi hành hay áp dụng các biện pháp. Và trong đó họ liệt kê những biện pháp mà cần thiết để bảo vệ mục đích mà quốc gia đưa ra. Ví dụ như là ở mục A, đó là nhằm cần thiết để bảo vệ đạo đức công cộng. Mục B, đó là cần thiết để bảo vệ cuộc sống về sức khỏe của con người, của động vật và bảo vệ môi trường. Điểm G mà tôi nhấn mạnh ở đây đó là cái cần thiết để mà bảo vệ, gìn giữ nguồn tài nguyên có thể bị cạn kiệt. Đó là những gì? Đó là những cái mục tiêu, những biện pháp mang cái những cái mục tiêu mà quốc gia có thể diễn giải để mà biện minh cho việc mình không thực hiện một số nghĩa vụ hay một số cam kết trong khuôn khổ hiệp định GATT. Thế thì ở đây chúng ta sẽ cùng phân tích cái điều khoản này. Chúng ta sẽ xem xét nội dung của điều 20.
Ở đây, điều 20 quy định một cách minh thị rằng là gì? Là đối với mọi cái bảo lưu mà quốc gia áp dụng thì không được theo cái cách mà nó biến thành một công cụ phản phân biệt đối xử độc đoán hay phi lý giữa các cái nước có cùng điều kiện như nhau, hay tạo ra một sự hạn chế trái hình với thương mại quốc tế. Không có quy định nào trong hiệp định này được hiểu là ngăn cản bất kỳ một bên ký kết nào khi thi hành và áp dụng các biện pháp khi nó được áp dụng để mà đáp ứng các mục tiêu được liệt kê trong cái điều khoản này. Và trong đó các bạn sẽ thấy là ở điều 20 của hiệp định CAC liệt kê rất nhiều các cái mục tiêu, các cái biện pháp mà được coi là cần thiết và được hợp thức bởi các cái mục tiêu chính sách của quốc gia. Ở đây tôi muốn nêu lên ba cái biện pháp rất là phổ biến mà người ta thường vận dụng trong bối cảnh hiện nay để mà bảo vệ các cái mục tiêu chính sách của mình, đó là nhằm bảo vệ đạo đức công cộng. Thứ hai, đó là nhằm bảo vệ các cái cuộc sống và sức khỏe của con người, của động vật và của môi trường. Và thứ ba, đó là để gìn giữ các nguồn tài nguyên có thể bị cạn kiệt. Đây chính là những cái ngoại lệ, những trường hợp ngoại lệ mà WTO cho phép quốc gia được tránh không áp dụng những cái nghĩa vụ, những cam kết của mình trong khuôn khổ của các hiệp định GATT. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Khi chúng ta nói tới một cái biện pháp mà nó không phù hợp với một cái cam kết cụ thể thì nó phải được đặt ra trong bối cảnh những cái điều kiện, những cái tiêu chuẩn. Đó, chúng ta thấy ở đây với kép tôi quy định là gì? Là cái biện pháp này nó không phải là một công cụ trá hình và nó phải là công cụ cần thiết để bảo vệ những cái mục đích nhất định. Những tiêu chuẩn này là những tiêu chuẩn kỹ thuật mà quốc gia sẽ xây dựng nên để đáp ứng mục tiêu mà quốc gia đề ra. Và chính vì vậy cho nên khi người ta áp dụng cái ngoại lệ của điều 20, thông thường người ta sẽ phải dẫn chiếu tới những cái quy định và những phải xem xét những quy định hướng dẫn của hai cái hiệp định liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật, đó là hiệp định SPS và hiệp định TBT. Trong chương 2, khi chúng ta nghiên cứu về khung pháp lý của WTO, các bạn đã được giới thiệu về các cái hệ thống hiệp định của tổ chức này. Và chúng ta biết rằng là gì? Trong cái khuôn khổ của cái khung pháp lý của WTO thì hiệp định SPS nó điều chỉnh các cái vấn đề liên quan tới các cái biện pháp vệ sinh dịch tễ, an toàn thực phẩm. Và đối với cái biện pháp TBT, đó là tất cả các biện pháp, các cái rào cản kỹ thuật, các tiêu chuẩn kỹ thuật mà quốc gia có thể áp dụng đối với cái hàng hóa trong thương mại quốc tế. Như vậy là gì? Như vậy là khi mà quốc gia áp dụng một cái tiêu chuẩn kỹ thuật hay tiêu chuẩn liên quan tới các cái thực phẩm, thức ăn hay là những cái ảnh các sản phẩm mà liên quan tới sức khỏe con người, tới môi trường, tới động vật, thực vật thì họ sẽ phải dẫn chiếu tới điều 20, các quy định của điều 20, đáp ứng những tiêu chuẩn của điều 20, đồng thời họ phải xây dựng các biện pháp này phù hợp với những cái yêu cầu, những quy định của hiệp định SPS và TBT. Chúng ta đi sâu vào tìm hiểu các cái yêu cầu của cái ngoại lệ điều 20. Ở đây chúng ta thấy rằng là tôi muốn lấy ví dụ của cái ngoại lệ điều 20B, đó là cái ngoại lệ đối với các cái biện pháp được coi là cần thiết để mà bảo vệ cuộc sống, sức khỏe của con người, động vật và thực vật. Như vậy, với cái quy định mà điều 20 đề ra, chúng ta sẽ thấy rằng là cái đầu tiên, điều quan trọng đầu tiên là gì? Cái biện pháp này nó phải được xây dựng đúng với mục đích của nó đề ra. Tức là gì? Mục đích là cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người, của động vật, của thực vật hay là của môi trường. Cái biện pháp này nó phải được xem xét theo cái cấu trúc, các cái mục đích mà biện pháp được đặt ra. Ví dụ như là gì? Nếu chúng ta muốn bảo vệ sức khỏe con người, chúng ta có thể có những biện pháp về cấm thuốc lá. Cấm hút thuốc lá, vì sao? Thuốc lá ảnh hưởng tới phổi, tới sức khỏe con người. Và việc cấm thuốc lá đấy là đúng mục đích là gì? Bảo vệ sức khỏe. Hay là chúng ta có biện pháp là gì? Là không có cho phép nhập khẩu các cái lốp xe cũ. Bởi vì sao? Bởi lốp xe cũ nó có thể tác động tới môi trường. Nó là bởi vì lốp xe cũ là cái nơi mà muỗi có thể sinh sôi nảy nở, và cái con muỗi được sinh sôi nảy nở trong những cái bãi rác hay nơi mà lưu trữ các cái lốp xe cũ có thể trở thành các cái nguồn dịch bệnh, nó tác động tới động vật, tới con người.
Vì vậy cho nên là gì? Là khi mà xây dựng một biện pháp thì chúng ta phải thấy rằng là cái biện pháp đó nó phải phù hợp với mục tiêu mà được quy định tại cái điểm B của điều 20. Và khi mà chúng ta đưa ra một biện pháp cụ thể nào đó thì biện pháp đó nó phải rất là cụ thể, nó có đúng đối tượng và đúng cái mục tiêu mà chúng ta đề ra. Đây là cái điều đầu tiên đối với cái vấn đề là mục tiêu của cái biện pháp thương mại. Cái biện pháp thương mại này nó cũng phải đảm bảo là một yếu tố rất quan trọng mà chúng ta thấy rằng là điểm B nó đưa ra đó là gì? Đó là cái biện pháp này phải cần thiết để thực hiện cái mục tiêu đề ra. Chúng ta ở đây sẽ phải thấy rằng là gì? Là khi mà thực hiện cái biện pháp thương mại, một biện pháp thương mại, chúng ta sẽ thấy rằng là nó có thể tác động tới cái lợi ích thương mại của các cái đối tác thương mại của mình. Và khi chúng ta đưa ra một cái tiêu chuẩn, ví dụ chúng ta không cho nhập khẩu lốp xe hơi, chúng ta không cho nhập khẩu thuốc lá, thì chắc chắn nó sẽ tác động tới cái thương mại với các cái đối tác của mình. Và chắc chắn rằng cái biện pháp này nó sẽ tạo ra một cái sự chống đối từ các cái nước bị ảnh hưởng. Như vậy là gì? Chúng ta cần phải chứng minh rằng cái biện pháp này là cần thiết để đạt được mục tiêu mà chúng ta đề ra. Cái biện pháp này nó phải đạt được cái lợi ích cho xã hội, lợi ích cho cộng đồng, lợi ích mà điều 20 cho phép quốc gia được tiếp cận để mà giải thích cái biện pháp của mình. Và cái biện pháp này khi được áp dụng nó phải được chứng minh rằng nó là cái biện pháp cần thiết và phù hợp nhất. Nó có thể là hạn chế được tối đa những thiệt hại cho các cái đối tác thương mại có cái sản phẩm mà bị hạn chế. Chúng ta sẽ có rất nhiều biện pháp, ví dụ tôi nói là đối lốp xe hơi nhập khẩu, chúng ta có rất nhiều biện pháp để mà cản trở cái xe lốp xe hơi đó, ví dụ chúng ta không nhập khẩu, chúng ta có thể là buộc nó hoặc là cái bên cái người lưu giữ phải lưu giữ ở trong một cái khu vực mà muỗi không thể sinh sôi được. Tuy nhiên, nếu chúng ta so sánh hai cái biện pháp là cấm nhập khẩu lốp xe hơi với việc là cho phép nhập khẩu nhưng buộc cái người lưu giữ phải xây dựng những cái khu vực chứa lốp xe không có thể cho muỗi sinh sôi, thì cái biện pháp thứ hai nó là cũng nó thực hiện được nhưng nó rất là tốn kém. Và ở đây chúng ta có thể chứng minh rằng là như vậy là gì? Cái biện pháp này nó không phải là cần thiết nhất để mà phục vụ mục tiêu mà quốc gia đề ra. Đó. Như vậy là gì? Ở đây khi mà chứng minh một biện pháp là phù hợp với điều 20B thì nó cần phải đảm bảo là gì? Là nó có cái mục đích phù hợp với mục tiêu, để mục đích của biện pháp là phù hợp mục đích của cái quy định của điều 20B, và cái biện pháp đưa ra là phải cần thiết để mà thực hiện mục tiêu đấy, và nó phải cân nhắc xem rằng áp dụng biện pháp đấy có hạn chế được cái thiệt hại cho cái đối tác mà bị có hàng hóa bị liên quan bị ảnh hưởng hay không. Đấy là cái yêu cầu của cái ngoại lệ điều 20B. Chúng ta xem xét một cái vụ kiện liên quan tới cái ngoại lệ điều 20B này. Đó là cái vụ kiện của Canada với EC. Có vụ kiện có tên là AC Amiens. Các bạn biết rằng là gì? Là cái sản phẩm Amiens là một sản phẩm rất là quan trọng và một sản phẩm nó là phát minh rất là quan trọng trong công nghiệp xây dựng. Nó giúp cho việc xây dựng được rẻ hơn và nhanh hơn rất là nhiều, nhẹ hơn rất là nhiều. Và suốt từ thế kỷ 19, thế kỷ 20 người ta dùng amiang để xây dựng các công trình. Đấy, nếu các bạn thấy rằng là ở trước đây chúng ta hay có những cái mái ngói amiang bằng từ vibro xi măng, đó là những cái sản phẩm làm từ amiang. Và sản phẩm này nó rất là nhẹ, rất là rẻ và rất là dễ để mà sử dụng trong công trình xây dựng. Thế tuy nhiên thì đến những năm 80 thì người ta mới nghiên cứu và phát hiện rằng là gì, là cái amiang, những sản phẩm có amiang khi mà nó được đặt dưới một cái điều kiện thời tiết nóng thì nó sẽ tạo ra những cái khí, và cái khí đấy nó có thể gây ra ung thư phổi rất là nguy hiểm cho sức khỏe con người. Vì vậy cho nên là gì, là khi mà các nước châu Âu là họ có phát hiện ra cái tác động xấu này của amiang thì họ đã bắt đầu cấm cái sử dụng amiang. Thế thì vào năm 1998 thì Pháp đã ra một cái sắc lệnh là cấm nhập khẩu các cái sản phẩm amiang và cấm nhập khẩu amiang và các sản phẩm có chứa amiang, và chỉ cho phép một số cái sản phẩm amiang thay thế mà nó được cho là ít có tác động tới sức khỏe con người.
đấy, cho phép các cái nhà sản xuất ở ở Pháp được quyền sản xuất cái sản phẩm amiang thay thế, và cái sản phẩm này nó phải được khi mà sử dụng ở trong những mục tiêu, những mục đích mà cơ quan nhà nước cho phép. Thế thì khi mà Pháp ban hành một quy định như vậy thì Canada đã khiếu nại. Canada cho rằng là gì? Là cái biện pháp này, Canada không nói rằng là amiang không độc. Canada đồng ý là amiang độc. Tuy nhiên, Canada cho rằng cái sản phẩm amiang thay thế thì nó phải được cho nó không ảnh hưởng sức khỏe con người khi nó được quản kiểm soát một cách hiệu quả. Cho nên là Pháp không được cấm cái sản phẩm nhập khẩu sản phẩm amiang. Thế thì ở đây và khi mà Pháp vẫn cho phép doanh nghiệp trong nước được quyền sản xuất amiang một cách hạn chế và kinh doanh ở trên thị trường Pháp cái sản phẩm này, thì Canada cho rằng cái biện pháp này của Pháp, cách áp dụng này của Pháp là vi phạm cái điều 3 của điều 3 của Hiệp định GATT, tức là nguyên tắc không phân biệt đối xử, cấm không cho hàng nước ngoài nhập khẩu vào nhưng vẫn cho hàng trong nước được sản xuất. Pháp vi phạm cái điều quy định liên quan tới điều 11 của Hiệp định GATT, bởi vì là đến nó liên quan tới cái hạn chế định lượng cấm nhập khẩu. Đấy. Thế như vậy là gì? Là khi mà xem xét vụ kiện này thì cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO đã xem xét và cho rằng là gì? Là các cái amiang thay thế, các sợi amiang thay thế hay người ta gọi amiang trắng, nó là những các cái sản phẩm tương tự với sản phẩm amiang bình thường và nó có thể là gì? Là được có thể được sử dụng ở một cách hạn chế. Và khi mà xem xét vụ việc này thì cái cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO cũng cho rằng là gì? Là mỗi quốc gia họ có thể có những cái cách tiếp cận khác nhau để mà thực hiện một giải quyết một vấn đề cụ thể. Quốc gia được quyền tự do làm điều đó với điều kiện nó không tạo ra một cái sự phân biệt đối xử trá hình. Và ở đây các quốc gia được quyền quyết định cái mức độ bảo vệ của đối với sức khỏe con người. Có thể quốc gia sẽ ở mức độ rất là cao, có thể ở mức độ vừa vừa, không thể buộc quốc gia phải làm theo cái tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn rất thấp, tiêu chuẩn rất cao. Mỗi quốc gia đều có quyền bảo vệ theo cách của mình. Đấy là cái quyền tự do của quốc gia. Tuy nhiên thì cái ở đây WTO khi xem xét vấn đề này thì cũng khẳng định là gì? Là biện pháp mà Pháp áp dụng để mà thay thế thì nó phải là phù hợp, nó phải cần thiết. Và thấy rằng là những cái mục tiêu mà Pháp liệt kê ra trong cái điều kiện để mà doanh nghiệp trong nước sản xuất và kinh doanh amiang là nó phù hợp, nó được quản lý một cách chặt chẽ và nó không gây tác từ cái bằng cái biện pháp quản lý đấy thì nó không gây ra tác hại cho cái người tiêu dùng. Và thực tế là gì? Là cần phải có một cái cơ chế để mà hạn chế cái việc là phân phối một cách rộng rãi sản phẩm amiang. Tóm lại, trong vụ kiện này thì cái vận dụng ngoại lệ điều 20 đã giúp cho Pháp chứng minh được cái biện pháp của mình là cần thiết và phù hợp với phát triển chính sách của mình. Và cái ngoại lệ điều 20 này nó được áp dụng để mà giải thích cho cái quy định cấm nhập khẩu amiang từ các nước, và cụ thể đây là Canada. Chúng ta cũng xem một cái tiếp tục tìm hiểu ngoại lệ điều 20, và đây chúng ta sẽ xem một cái quy định cũng tương đối là phổ biến, được áp dụng là như một ngoại lệ phổ biến trên thế giới, đó là ngoại lệ điều 20G. Ngoại lệ điều 20G này liên quan tới cái biện pháp cần thiết để mà bảo vệ các cái nguồn tài nguyên bị cạn kiệt, có thể bị cạn kiệt. Và đối với vận dụng cái điều 20G này thì chúng ta sẽ phải thấy là cái quốc gia áp dụng họ sẽ phải chứng minh được ba cái vấn đề. Thứ nhất, biện pháp tác động lên cái động vật, thực vật hay là các nguồn tài nguyên cạn kiệt này, những cái nguồn tài nguyên thực sự sẽ phải bị cạn kiệt, sẽ có thể mất hoặc là có thể có nguy cơ bị diệt chủng. Thứ hai, đó là các biện pháp này nó phải liên quan đến mục tiêu được đề ra. Và thứ ba, nó là gì? Các biện pháp hạn chế này nó không tạo ra một cái hạn chế đối với sản xuất và tiêu dùng ở nội địa tương tự. Thế thì đối với cả ba cái quy định này thì chúng ta thấy rằng là đối với cái đầu tiên, đó là gì? Đó là cái biện pháp tác động lên các cái nguồn tài nguyên bị cạn kiệt. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái nguồn tài nguyên cạn kiệt là những tài nguyên nào. Điều này rất quan trọng. Những tài nguyên nào được gọi là tài nguyên cạn kiệt?
Thì thực ra nó sẽ có hai cái loại tài nguyên mà có thể bị gọi là cạn kiệt. Thứ nhất đó là những cái tài nguyên thiên nhiên có thể bị cạn kiệt, không là những tài nguyên thiên nhiên có thể không còn tồn tại trong thời gian dài xa nữa, ví dụ như là dầu khí, không khí, nước sạch, hay là những cái tài nguyên như là đá, kim cương hay là gì đó, là những tài nguyên nó sẽ bị cạn kiệt. Những tài nguyên này nếu nó có giá trị cao, có tầm quan trọng đối với sự tồn tại của con người thì nó sẽ trở thành cái đối tượng được mà các quốc gia được quyền quan tâm và giúp sử dụng thành cái đối tượng để bảo vệ. Cái loại thứ hai đó là các loại động thực vật có thể sẽ bị biến mất, có nguy cơ bị diệt chủng nếu như không được bảo vệ. Đấy, ví dụ như là gì? Ví dụ như là các loại động thực vật như động vật trong sách đỏ, những loại thực vật được là các tổ chức bảo vệ môi trường họ quốc tế hay các tổ chức quốc tế họ ghi nhận. Như vậy là gì? Những cái loại động vật thực vật được ghi nhận trong sách đỏ có thể bị tiêu diệt, có thể mất đi thì quốc gia được quyền có những biện pháp bảo vệ những nguồn tài nguyên đó. Đây là cái lợi ích chung, không phải cho quốc gia mà cho toàn thể nhân loại. Đây chính là cái lý do rất quan trọng và là một cái cơ sở cần thiết để mà quốc gia có thể xây dựng cái chính sách của mình khi họ muốn thực sự là bảo vệ cái môi trường, những cái nguồn tài nguyên mà loài người cần có để tồn tại. Thế thì đối với cả cái ngoại lệ này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai cái vụ kiện, là vụ kiện về của Mỹ liên quan đến tôm và rùa biển, và một cái vụ kiện thứ hai đó là vụ kiện liên quan đến cá ngừ và cá heo. Thế thì ở đây một chút nữa tôi sẽ giới thiệu các bạn cụ thể về hai vụ kiện này, những đặc tính, những cái đặc điểm hay những cái tình tiết của hai vụ kiện. Chúng ta thì biết là rằng là gì, cái hai vụ kiện này nó rất là giống nhau, bởi vì liên quan đến một cái đối tượng, tức là những cái động vật quý hiếm có thể bị biến mất trong tương lai nếu như con người không bảo vệ. Nhưng tuy nhiên cái cách mà quốc gia thực hiện bảo vệ nó rất quan trọng để mà nó được hợp pháp hóa, được coi là hợp pháp trong cái khuôn khổ của hệ thống thương mại WTO. Không phải bất cứ biện pháp nào cũng có thể là hợp pháp, cũng có thể được gọi là hợp lý khi mà áp dụng trong các quan hệ thương mại. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Là để mà chứng minh rằng cái biện pháp nó là hợp lý, nó là có thể được biện minh cho, thì cái việc quốc gia phải làm đó là họ phải chứng minh rằng cái biện pháp đó là cần thiết. Biện pháp đó là cần thiết. Cần thiết như thế nào? Cần thiết để bảo vệ cái đối tượng, mục tiêu của nó. Và cần thiết ở đây là gì? Là phải cần thiết trong cái quan hệ với cả cái đối tác có tác động bị ảnh hưởng. Biện pháp này nó cần được làm, được xây dựng để phải cân nhắc tới những cái lợi ích, những cái tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới cái quan hệ thương mại và những cái hàng hóa mà cái quốc gia liên quan sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi cái biện pháp này. Trong cả hai cái vụ kiện này thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ có, chúng ta thấy sự khác biệt và những tại sao WTO sẽ có hai cách tiếp cận khác nhau đối với cả hai vụ kiện. Và cuối cùng đó là cái biện pháp mà được quốc gia sử dụng để diễn giải, để thể hiện cái chính sách của mình liên quan tới những cái đối tượng của điều 20G, nó phải là những biện pháp áp dụng hạn chế cả tiêu dùng và sản xuất trong nước. Đây là điều rất quan trọng, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không thể chỉ cấm nhập khẩu ở nước ngoài để mà không cấm nhập khẩu trong, không cấm sản xuất tiêu dùng trong nước. Bởi vì nếu chúng ta vẫn cho phép trong nước tiêu dùng sản xuất sản phẩm đó thì chúng ta đã làm sao? Thực tế là biến thành biện pháp thành biện pháp trá hình bảo hộ mậu dịch. Cho nên là gì? Đối với việc bảo vệ các cái nguồn tài nguyên bị cạn kiệt ở nước ngoài thì chúng ta phải cũng yêu cầu trong nước cũng phải thực hiện các cái yêu cầu tương tự. Đây là yêu cầu rất quan trọng đối với các biện pháp được diễn giải tại ngoại lệ điều 20G. Thế thì ở đây tôi sẽ như tôi đã vừa nói, chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái vụ kiện về Mỹ của Mỹ liên quan tới cái tôm và rùa biển và vụ kiện về cá ngừ, cá heo. Cái vụ kiện đầu tiên đó là vụ kiện tôm rùa biển. Cái vụ kiện này là một kiện cũng khá là đặc biệt vì nó là vụ kiện đầu tiên mà người ta đã vận dụng cái gọi là cái quan điểm về bảo vệ môi trường để mà hình thành cái chính sách thương mại của mình.
Trong vụ kiện này thì cái bối cảnh của nó xảy ra khi mà cái việc đánh bắt tôm ở biển thì nó gây ra những cái sự gọi là những cái chết của con rùa. Bởi vì khi người ta giăng lưới bắt tôm thì người ta bắt luôn con rùa. Mà rùa biển là các bạn biết là nó là một cái loài động vật rất là quý, được đang bị tuyệt chủng, đang trong cái thời gian bị tuyệt chủng và ở trên thế giới và được đưa vào sách đỏ. Chính vì vậy cho nên là gì, là khi mà ở Mỹ khi mà có cái người ta có cái phong trào là bảo vệ cái loài rùa biển thì chính phủ Mỹ họ đã ban hành một cái luật để bảo vệ cái loài rùa biển bằng cách là gì, họ bảo là tất cả những cái ngư cái các cái ngư dân, các cái đoàn thuyền mà đánh bắt tôm thì họ phải sử dụng một công nghệ để mà làm sao đánh bắt tôm không ảnh hưởng tới con rùa biển. Đây là quyết định của Mỹ. Và sau đó thì Mỹ cũng ra một quyết định là gì? Là tất cả những cái nước mà không áp dụng công nghệ này mà nhập khẩu tôm vào Mỹ thì sẽ bị cấm. Và những này bao gồm là ai? Là Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và Pakistan. Thì sau khi mà Mỹ ban hành cái lệnh này thì bốn cái nước này, Ấn Độ, Pakistan, Malaysia và Thái Lan đã đâm đơn khởi kiện với WTO cho rằng Mỹ đã vi phạm cái quy định của điều 1 và điều 3 của GATT. Trong vụ kiện này thì cái cơ quan phúc thẩm họ đã xác định rằng cái biện pháp của Mỹ là một sự phân biệt đối xử. Mỹ khi áp dụng biện pháp này, mặc dù họ vận dụng điều 20G nhưng họ không đảm bảo được cái tiêu chí của điều 20G, đó là họ không cân nhắc được cái biện pháp là cần thiết hay không, và họ không cân nhắc tới các điều kiện thương mại của các cái quốc gia mà có hàng xuất khẩu sang đấy, bởi vì và biện pháp đó là họ không nhắc là gì, họ cấm nhập khẩu cái sản phẩm đấy. Trong khi đó thì Mỹ vẫn cho một số nước khác nhập khẩu những cái sản phẩm tôm. Và ở đây cái phương pháp bắt, ở đây cái vấn đề ở đây là gì, cái phương pháp mà Mỹ đưa ra là phương pháp dùng công nghệ mà để là không ảnh hưởng tới rùa, nó không đảm bảo được rằng nó có thể chứng minh được là cái biện pháp này nó là tốt nhất và quốc gia phải áp dụng biện pháp đó. Và ngoài ra cái việc cấm nhập khẩu cũng là một cái mà người ta cân nhắc khi mà xem xét xem là cái biện pháp này áp dụng nó cân nhắc tới lợi ích của quốc gia liên quan hay không. Như vậy là trong vụ kiện này, cơ quan tranh chấp của WTO họ đã cho rằng là Mỹ đã áp dụng sai, vận dụng sai, không cái biện pháp ngoại lệ này, dẫn chiếu ngoại lệ này không được chấp nhận. Sang một vụ kiện khác, đó là vụ kiện về cá ngừ và cá heo. Cái vụ kiện này nó cũng có một cái nội dung tương tự, có đối tượng tương tự, đó là bảo vệ một cái động vật quý hiếm sách đỏ, đó là con cá heo. Thế thì các bạn biết là gì? Cái con cá heo và con cá ngừ nó là hai cái loài nó sinh sống cộng sinh. Ở đâu có cá ngừ là vảy vạ vảy vàng thì ở đó có cá heo, hai con nó sống cùng với nhau. Thế khi mà người ta bắt cá thì người ta sẽ bắt luôn cả cá heo. Nhưng cá heo rớt vào trong cái lưới đấy thì nó không bơi, nó chết. Thì tất nhiên cái con cá heo chết thì người ta vứt đi thôi, không ai ăn cả. Nhưng mà cá heo thì lại là có loài động vật được bảo vệ. Cho nên là gì? Là cái việc bắt cá ngừ này nó lại giết rất nhiều cá heo. Hàng năm, theo thống kê của các cái tổ chức môi trường của Mỹ thì có hàng chục nghìn con cá heo bị chết. Hàng năm, hàng chục nghìn con cá heo bị chết bởi vì là gì? Cái việc đánh bắt cá ngừ. Và chính vì vậy cho nên là gì? Là khi mà chính phủ Mỹ tiếp cận một cái biện pháp thì họ đã ra một cái quyết định, họ sẽ làm cách nào đó để hạn chế cái việc đánh bắt cá ngừ mà tác hại tới cá heo. Thế thì việc họ làm là gì? Họ buộc các cái cũng tương giống như vụ tôm, họ buộc các cái thuyền đánh bắt cá của Mỹ phải sử dụng một cái công nghệ đánh bắt cá theo một loại lưới mà xong rồi nó có cái loại sóng để mà báo cho con cá heo, và khi người ta bắt đầu quây lưới thì con cá heo nó sẽ thấy cái sóng đấy nó đi ra khỏi lưới. Với công nghệ này thì con cá heo nó không bị bắt, không bị chết trong lúc mà đánh bắt cá ngừ. Và trong cái vụ việc này thì Mỹ họ đã làm một cái việc là họ đóng cái dấu là lên cái sản phẩm cá ngừ
mà không ảnh hưởng tới cá heo là gì? Sản phẩm cá ngừ này an toàn cho cá heo, Dolphin Safe. Thế thì Mỹ không hề cấm nhập khẩu cá ngừ từ Mexico. Mỹ không hề cấm nhập khẩu cá ngừ từ Mexico. Mỹ chỉ là gì? Chỉ đóng cái dấu là an toàn cho cá heo trên những cái sản phẩm cá ngừ mà đánh bắt theo công nghệ mà Mỹ đã xem xét. Thế thì ở đây các cái, nhưng mà lại có thực tế là gì, là khi mà Mỹ đóng cái dấu đó thì những cái nhà hàng, những người tiêu dùng, các cửa hàng họ không mua những cái sản phẩm mà không có dấu đó. Vì ở người Mỹ người ta rất là tôn trọng cái bảo vệ môi trường và người ta đã tẩy chay những cái sản phẩm mà không có cái dấu là gì? An toàn cho cá heo. Thế thì Mexico là cái nước xuất khẩu lớn hàng đầu vào thị trường Mỹ cái cá ngừ, và tất cả các cái các đội thuyền của Mexico họ không sử dụng công nghệ của Mỹ vì nó quá đắt và họ thấy là không cần thiết. Thế thì ở đây thì họ, khi mà Mỹ áp dụng cái biện pháp là hạn chế gián tiếp, đúng không? Bằng việc là đóng dấu lên cái con thịt sản phẩm cá ngừ là, thì Mexico đã kiện Mỹ ra WTO và cho rằng là gì? Cái biện pháp của Mỹ nó là một cái hình thức hạn chế nhập khẩu, vi phạm cam kết của Mỹ đối với việc mở cửa thị trường đó, và vi phạm cái điều 3 của Hiệp định GATT khi mà Mỹ không đóng cái dấu như vậy, họ bị đóng cái dấu như vậy lên cái sản phẩm cá ngừ của mình mà không đóng dấu như vậy lên sản phẩm cá ngừ của Mexico. Thế thì trong cái vụ kiện này thì thực tế chúng ta thấy rằng là gì, là cái biện pháp của Mỹ nó làm thương mại gián tiếp tác động tới cái nhập khẩu của hàng hóa của Mexico, và nó thực tế là nó dẫn tới việc là gì, hạn chế hàng nhập khẩu. Thế tuy nhiên thì Mỹ đã giải thích cái này là dựa vào việc là cái ngoại lệ điều 20, và Mỹ đã cho thấy rằng là chứng minh được mấy vấn đề. Nhất là một cái biện pháp mà Mỹ áp dụng nó thực tế là rất cần thiết và nó đúng cái mục tiêu mà Mỹ đề ra, đó là bảo vệ cái con cá heo, bảo vệ bên ngoài quốc gia của Mỹ. Và cái biện pháp mà Mỹ áp dụng đó là Mỹ không cân nhắc rất là kỹ tính cần thiết của biện pháp này và tính hợp lý của biện pháp này khi mà áp dụng lên cái sản phẩm, các sản phẩm cá ngừ đấy. Và thực tế là Mỹ không cấm nhập khẩu cá ngừ, không giống như vụ tôm. Thì trong vụ tôm Mỹ cấm nhập khẩu tôm, đúng không? Trong vụ này Mỹ không cấm nhập khẩu tôm, mà Mỹ chỉ là gì, đóng cái dấu lên cái sản phẩm cá ngừ là nó an toàn cho cá heo, và biện pháp này được coi là hợp lý. Thế tất nhiên trong vụ kiện này nó còn nhiều cái yếu tố khác nữa, nhưng ở đây tôi chỉ muốn nói là gì, là cái bản chất của cái vấn đề, bản chất của cái ngoại lệ mà Mỹ đưa ra để mà biện minh cho biện pháp của mình là được WTO chấp nhận. Đấy, và WTO khi mà ra phán quyết thì cho cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO, cơ quan phúc thẩm đã khẳng định rằng là gì, cái mục tiêu mà Mỹ đưa ra là đáp ứng được. Chỉ có điều là gì, trong cái vụ kiện này thì WTO cũng đưa ra một cái phán quyết nó tương đối là khó cho Mỹ, tức là nó yêu cầu là gì, Mỹ phải nghiên cứu trên toàn thế giới xem là các nước khác họ đánh bắt cá ngừ như thế nào. Đấy, cho nên là thực tế đến hiện nay thì chúng tôi cũng chưa biết là cái việc mà Mỹ áp dụng đối với cả cá ngừ trên toàn thế giới ra sao. Và WTO yêu cầu là gì, Mỹ phải áp dụng biện pháp hạn chế này đối với tất cả các loại sản phẩm cá ngừ từ khắp thế giới, chứ không phải là chỉ ở mỗi cái cá ngừ được đánh bắt tại Mexico, trong vịnh Mexico thôi. Đây là một cái ưu định của WTO. Và bạn có thấy là gì, là ở đây WTO khẳng định rằng là cái việc mà áp dụng ngoại lệ điều 20G nó phải cân nhắc tới trên phạm vi toàn cầu, chứ không phải trên phạm vi một cái vùng hạn chế. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì, là cái ngoại lệ điều 20 này khi mà áp dụng nó sẽ cho phép quốc gia được quyền miễn trừ đi một số trách nhiệm, và ở đây trách nhiệm này nó sẽ được thể hiện bằng cái việc là gì, là biện pháp được đưa ra nhằm bảo vệ tuân thủ các cái pháp luật mà được quy định tại GATT. Thứ hai đó là gì, đó là các biện pháp này phải cần thiết để đảm bảo cái mục tiêu mà điều 20G, 30B, 20A và các loại mục khác đưa ra, nó phải đạt được mục tiêu đó. Và cuối cùng đó là các biện pháp này nó không được tạo nên một cái sự hạn chế trá hình để mà cản trở cái quan hệ thương mại giữa các quốc gia.
Như vậy để chúng ta kiểm tra xem các bạn có nắm được vấn đề hay không thì tôi sẽ cho các bạn một bài tập. Bài tập này nó liên quan tới một cái quan hệ thương mại giữa hai cái nước A và B. Cả hai nước này đều là quốc gia thành viên của WTO. Và A là một cái nước nhập khẩu xe hơi, đồng thời cũng là sản xuất xe hơi rất là lớn trên thế giới. Thế thì A ban hành một cái luật để mà cấm nhập khẩu cái xe hơi và phân phối các loại xe hơi mà không sử dụng cái công nghệ phun xăng điện tử, có viết tắt là EFI. Công nghệ này nó giúp cho cái việc mà bảo vệ môi trường được tốt hơn, bởi vì nó sử dụng ít xăng hơn và nó thải ra môi trường ít khí độc hơn. Đấy thì, và khi mà A ban hành một cái quy định như vậy thì nó làm cho cái thương mại nước với nước B bị ảnh hưởng, bởi vì B là một nước xuất khẩu xe hơi sang A, nhưng các cái nhà hãng sản xuất xe hơi của B lại không áp dụng cái công nghệ EFI này. Và như vậy là gì? Là tất cả xe hơi của B bị chặn lại tại cửa khẩu của A. Thì khi mà vấn đề phát sinh thì B cho rằng là A đã vi phạm cam kết tại WTO, vi phạm điều 3 và vi phạm điều 11 của Hiệp định GATT. Đấy. Thế thì ở đây thì câu hỏi của tôi với các bạn là gì? Là theo các bạn thì cái cách tiếp cận của B có phù hợp không? Hay là cái chính sách của A có đúng với cái nghĩa vụ của A tại WTO hay không? Rồi mời em. Dạ thưa thầy, là theo ý kiến của em, căn cứ vào điều 11 của Hiệp định GATT là nó quy định về chế độ là cấm quy định hạn ngạch đối với hàng nhập khẩu. Và đối với điều 3 của Hiệp định GATT là nguyên tắc đối xử quốc gia, thì đối với trong trường hợp này lập luận của B là hợp lý theo nguyên tắc chung của GATT, bởi vì là A đã cấm nhập khẩu xe của B chỉ vì là xe của B không áp dụng công nghệ phun xăng điện tử giống xe của A. Điều này là không hợp lý. Tuy nhiên thì nước A cũng có thể viện dẫn vào cái ngoại lệ điều 20B của Hiệp định GATT, nói rằng là vì lý do sức bảo vệ sức khỏe cộng đồng thì A có thể là đưa ra các cái biện pháp hạn chế nhập khẩu những cái dòng xe không sử dụng công nghệ phun xăng điện tử để bảo vệ sức khỏe cho người dân của nước A. Điều này có thể hợp lý nếu như nước A chứng minh được nó nằm trong ngoại lệ cần thiết tại điều 20B. Cảm ơn em. Vậy thì cái điều kiện này là cái gì các bạn? Rồi mời em. Dạ thưa thầy, theo quan điểm của em thì căn cứ vào điều 20 điểm B Hiệp định GATT và thông qua hai cái vụ kiện mà chúng ta đã nghiên cứu ở trên, đó là vụ kiện EC Amiens và vụ kiện thịt bò của Hàn Quốc, thì chúng em có thể rút ra được kết luận là để biết được cái biện pháp hạn chế nhập khẩu này của quốc gia A là có hợp lý hay không thì quốc gia A phải chứng minh được đủ hai điều kiện sau. Thứ nhất, cái biện pháp nhập khẩu mà nước A đưa ra là phải phù hợp với lại cái mục đích được quy định tại các khoản ở điều 20 Hiệp định GATT, và trong trường hợp cụ thể này đó chính là tại điểm B là A muốn được bảo vệ cái sức khỏe và cái cuộc sống của con người của quốc gia A. Và cái điều kiện thứ hai đó là cái hành vi mà hạn chế nhập khẩu này của A là không có tạo ra một cái công cụ phân biệt đối xử một cách độc đoán hay phi lý, và khi mà A áp dụng thì A đã phải cân nhắc đến những cái điều kiện của các quốc gia thành viên khác trong WTO. Ví dụ hai cái vụ kiện rất là rõ ràng chúng ta nghiên cứu hồi nãy là vụ kiện giữa tôm và rùa biển, và cái vụ kiện của cá ngừ và cá heo là chúng ta thấy rất là rõ cái hành vi là có cái sự phân biệt đối xử. Cảm ơn em. Vâng, các bạn đã hiểu vấn đề rất là tốt, và chúng ta thấy rằng là cái việc áp dụng điều ngoại lệ 20 nó đòi hỏi những cái điều kiện nhất định. Các quốc gia sẽ phải tuân thủ các cái quy định của WTO liên quan tới việc xây dựng và thiết lập những cái biện pháp phù hợp với những cái tiêu chuẩn và những cái điều kiện của mà điều ngoại lệ điều 20 đề ra. Chúng ta sẽ phải xem xét các cái ngoại lệ này cụ thể tại các hướng dẫn ở cái hiệp định TBT và SPS, đúng không? Mặc dù trong đoạn giai đoạn lúc ấy tôi không có đi sâu nghiên cứu và phân tích các cái quy định của điều TBT và SPS, nhưng cả TBT và SPS sẽ đều nhắm tới là hướng dẫn việc áp dụng cái ngoại lệ điều 20. Đấy, và các bạn khi chúng ta về nhà, chúng ta đọc kỹ lại các cái điều khoản này và chúng ta để mà chúng ta nắm được cái nội dung của cái ngoại lệ chung điều 20 này. Cảm ơn các bạn. Chúng ta dừng ở đây.